Chào toàn thể các bác đã trở lại với Hiếu Minh Audio. Hôm nay thì em có một bộ micro không dây hàng chính hãng của thương hiệu CAVF bản mới nhất 2023, model là T4i, bản nâng cấp hơn của bản T4 thương hiệu CAVF. Thì thương hiệu CAVF là một thương hiệu hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch có COCQ và một trong những công ty phân phối của Nhật Hoàng. Thì công ty Nhật Hoàng là một công ty rất nổi tiếng về âm thanh tại Việt Nam. Chuyên phân phối các dòng như là âm ly Jaguar 203N, 203 Gold và 506. Các bác có thể là chơi âm thanh thì không còn lạ lẫm gì với những sản phẩm trên đúng không ạ? Thì hôm nay em giới thiệu tới các bác và anh em một bộ micro không dây trong phân khúc tầm trung để các bác nào đang tham khảo cho mình. Một bộ mic giá khoảng trên 2 triệu, nhiều tính năng, chất mic hay, hàng thương hiệu chính hãng, bảo hành tốt. Thì tham khảo ngay cho em bộ mic trong clip này ạ. CAVS T4i, đây là phiên bản mẫu 2023 của công ty CAVS, công ty Nhật Hoàng. Thì bộ mic này có nhiều tính năng như em vừa nói, đó chính là tính năng tự ngắt. Các bác đặt xuống khoảng đặt mic xuống khoảng 3 giây nó sẽ tự ngắt, nó không thu âm bên ngoài vào. Và một tính năng nữa đó chính là tính năng gia tốc, tức là các bác có lỡ cầm rơi mic xuống, đầu mic này xuống đất, nó cũng sẽ không bị kêu rú lên ở trên bộ giàn mà nó sẽ ngắt tiếng đi. Đấy. Tính năng tự ngắt và tính năng gia tốc đều có ở trên chiếc mic này. Và mẫu mic thì thiết kế rất là đẹp. Mẫu mic là mặt trước mặt phay nhôm màu đen, sẽ màu này sẽ phù hợp với đa dạng tất cả các bộ giàn hiện tại. Đấy. Nút nguồn ở phía bên phải. Em sẽ hướng dẫn thì các bác là cách kiểm soát và cũng như là có thể sử dụng bộ micro không dây tại gia đình ạ. Đây là các volume to nhỏ của VA. VA volume to nhỏ này. Volume cực đại là 12 volume thì các bác có thể là để cho em là 10 là ok nhất. Tất cả các bộ micro không dây không nên để volume cực đại. Như thế là vỡ gain. Và đây là volume to nhỏ của VB. Các bác để cho em 10 nhé. Các bác ở nhà mà lỡ lệch tần số sóng hoặc là muốn thay đổi tần số sóng thì có thể là đây, tần số 12, đây 12 thì các bác có thể sử dụng bằng nút này. Đây trường hợp này, lệch tần số sóng đúng không? Đây 15 và đây là 12, nó không bắt được sóng thì các bác có thể là bắt lại sóng như sau, nhấn cho em nút up này. Đó. Chạy sóng, quay màn hình vào mắt thần đây. Đấy, bắt lại sóng rồi. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếng mic rất là hay, tiếng dày và sáng, phù hợp cho các bác phối ghép gia đình này. Đấy, một bộ mic trên 2 triệu đồng, hàng chính hãng, nhập khẩu chính ngạch của có COCQ, thương hiệu nổi tiếng CAVS. Và tay mic thì thiết kế là tay sơn màu đen, sơn nano chống xước và chống nước. Chóp mic cũng được sơn tích hợp nano là chống nước, chống gì. Bộ mic T4i này thì sử dụng là vỉ men màu tím. Vỉ men tím thường thấy trong các bộ mic cao cấp đúng không ạ? Đây, dùng các bộ vỉ men của Beyer. Chui mic. Chui bằng nhôm các bác nhé. Nhôm này. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếng rất là dày. Và các bác hát sát mic vào đầu chóp này, nó sẽ không bị vỡ gain như các dòng Shure hàng nhái loại 1. Đấy. Việc các bác đầu tư một bộ mic Shure hàng nhái cũng rơi khoảng tầm hơn 2 triệu. Các bác đầu tư tham khảo ngay cho em bộ mic này, CAVS T4i này. Giá cũng chỉ trên 2 triệu đồng thôi, mà thời gian bảo hành lên tới là 12 tháng và đổi mới trong vòng 1 tháng đầu. CAVS, hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch, công ty Nhật Hoàng. Thiết kế mặt rất là đẹp. Đây là những điểm chấn này, đây là tai này. Những điểm này thì các bác có thể bắt vào tủ kỹ thuật. Rất nguồn.
Sản phẩm này thì đã có mặt ở tại cơ sở miền Nam của Hiếu Minh Alo. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm bộ micro không dây CAVS-T4i này có thể liên hệ ngay cho em với số điện thoại online 0982352313 và địa chỉ cửa hàng tại 48B, cư 63 điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 2, cách bến xe xưa khoảng 500-700m ạ. Bên em có giao hàng toàn quốc nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi và ủng hộ Hiếu Minh. Bây giờ xin phép dừng clip đây, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.